Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ lên án Do Thái, tin từ Ankara. Tổng thống Abdullah Gül nói rằng, ông ta mạnh mẽ phản đối Do Thái xây định cư tại vùng Iran để phân chia Tây Ngạn, làm cho quốc gia Palestine không có lãnh thổ liên tục và làm cho giải pháp hai quốc gia không thể thực hiện. Do Thái phải lập tức hủy bỏ chương trình này, phải biết rằng đây là hành động đùa với lửa, không thể chấp nhận được. Do Thái đã tuyên bố xây khu định cư ngay sau khi Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu công nhận Palestine là một quốc gia quan sát viên. Liên hệ giữa Do Thái và Thổ Nhĩ Kỳ không còn thân thiện sau khi quân đội Do Thái lên một chiếc tàu chở đồ tiếp tế nhân đạo cho dải Gaza. Trong năm 2010, bắn chết 9 nhà tranh đấu nhân quyền Thổ Nhĩ Kỳ.